Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay em lên clip 113 nha. Thực ra thì hôm nay em sưu tầm được một vài cái món đặc hơi độc lạ một xíu, cho nên là em lên luôn đây cho nó nóng nha. Đây nè, ở đây thì có một cái túi túi bản đồ hay là cái túi đưa thư thời xưa đó. Đó. Đó, cái này thì gắn sẵn cái dây đeo quai như thế này. Đó, cái túi này khá là hiếm nha. Và đặc biệt ở đây nè, đây là một cái túi để đeo mấy cái kìm biệt kích thời xưa, kìm cắt kẽm gai nha, nón tay đều dù, rồi một ít dây da bò. Rồi bây giờ kính mời mọi người cùng theo dõi chi tiết video của em nha. Hôm nay em lên clip số 113, số điện thoại để đặt hàng là 0983880344. Rồi 113.1 ạ. Đây là một cây cạo râu của Mỹ thời xưa. Cái này thì đã qua sử dụng nha, cái đuôi nó có trầy nè, cái đuôi nó có trầy nha. Cây này thì hiện trạng thì ở phía trên là khá là đẹp, chất liệu bằng đồng thau mạ chrome màu trắng nha. Cái này thì bao sử dụng. Đây, made in USA nha. Cái này thì em bao sử dụng cho mọi người nha. Sử dụng bình thường. Giá là 350.000. Giá 350.000 cho cây cạo râu của Mỹ thời xưa. Lưu ý giùm em, ở đây nó có trầy trầy nè. Đây nè, cái này hồi trước người ta lấy cái kìm á, người ta vặn á thành ra nó trầy vậy nè. Đó. Sử dụng bình thường nha, 350.000. Rồi 113.2 thì đây là một cây dao ăn của Mỹ thời xưa, cái loại này loại cán nhôm nha, dao ăn cán nhôm. Cây này là chưa qua sử dụng nè. Ở đây thì nó có chữ US, hàng chuẩn Mỹ thời xưa nha, US. Rồi cây này giá 350.000. 113.2 350.000. 113.3 thì đây là một cây mút kem của Mỹ thời xưa. Mút kem này đời 1966 nha, US 1966 này, mút kem của Mỹ đời 1966. Cái này gần như mới chưa sử dụng luôn, nói chung còn rất là mới nha. Giá cái mút kem này là 500.000. 500.000 cho cây mút kem này nha. Rồi 113.4 thì đây là cái sợi dây da này để gắn trên nón bố nha. Sợi dây da này để gắn trên cái nón bố của Mỹ ngày xưa. Thì đây, để em đây, nguyên bản nó là nó gắn ở trên này, ở trên cái lồng dây da này nha. Đó, cái dây da này nó gắn vô cái lồng này nè. Đó, thì nó là cái sợi này. Giá của nó là 350.000 một sợi. 350.000 một sợi nè. Dây này là đời 1972, đời 1972. Giá là 350.000 một sợi, hàng lưu kho chưa qua sử dụng nha. Lưu ý là bán cái sợi dây da này không nha, chứ không phải bán nguyên cái nón 350.000 nha. Đó, sợi dây da này 350.000. Rồi, 113.5. 113.5 thì đây là cái sợi dây quai cầm. Sợi dây quai cầm này gắn trên các loại nón bố dù nha. Nón bố dù hay gọi là cái dây quai chữ A đó, sẽ dùng cho cái loại thì mình sẽ dùng cái dây này để mình gắn, chứ không phải là mình dùng cái sợi dây bi giật. Loại nón bố dù thì mình dùng cái dây này nha. Dây này là chuẩn Mỹ thời xưa. Đó, ở đây á thì nó có cái sờn sờn nè, cái nào nó cũng có nha, chứ không phải là riêng cái này đâu. Nó không phải là lỗi, mà nó giống như là cái kiểu nó vậy nha, cái nào cũng vậy luôn. Đó, ở đây bao nhiêu sợi đều như vậy hết nha, kiểu nó vậy nha, chứ không phải nó bị lỗi nha. Giá cái sợi này 200.000 một sợi, 200.000 một sợi nha, chuẩn của Mỹ. Hàng chuẩn Mỹ và chuẩn xưa luôn, 200.000 một sợi. 113.5, 200.000. Rồi 113.6. Đây. Cái này là hiếm nè, siêu hiếm nè. Ở đây là cái vỏ dao phát hoang của Mỹ thời xưa. Cái hãng là MGF sản xuất nè. Sản xuất là 1966 nha. Cái vỏ này nó dùng cho cái loại dao phát hoang 6 tấc. Cái loại dao phát hoang 6 tấc đó nha. Vỏ này là vỏ chưa qua sử dụng, còn mềm nha, còn mềm dẻo chưa qua sử dụng nha. Cái này là hồi trước người ta gặp như thế này thì nó có cái dấu cong, còn về mình đút vào cái dao thì nó sẽ thẳng ra nha. Đó. Anh em nào mà có cái ruột á mà chưa có cái vỏ thì mình mua cái này về. Mình gắn nó thành một bộ nó sẽ rất là giá trị nha. US nè. 1966 nè. Cái vỏ này có giá là 750.000, 750.000 cho cái vỏ bao phát hoang này nha. 750.000.
Ở đây thì em có hai vỏ thôi, không có nhiều nha. 750 ngàn một vỏ. 113.7. 113.7 thì đây là cái bao. Cái bao của cái loại kìm kìm biệt kích thời xưa, tức là cái kìm biệt kích là cái kìm mà để cắt cái sợi các sợi dây kẽm gai của Mỹ thời xưa nha. Bao này thì sản xuất là 1967, DSA 167, hàng lưu kho chưa qua sử dụng nha. Còn cái phấn bảo quản móc móc này, mùi thấy không? Đó, cái kìm đút vào đây. Xong là người ta gài cái nút bấm này lại nè. Đây. Gài nút bấm này lại. Hàng này là chưa qua sử dụng nha, hàng lưu kho chưa qua sử dụng, đời 1967. Anh em nào mà có cái kìm bấm kẽm gai đó, hoặc là nói chung là mình có cái kìm đời mới bây giờ cũng được mà mình hay leo trèo á, thì mình có thể bỏ vào đây. Đó, gài cái nút này lại. Rồi giá của nó là 450.000 cho cái bao này nha. 450.000, cái dòng bao này là cực kỳ hiếm nha. 450.000 một cái. 113.8. 113.8 thì ở đây là một cái túi bản đồ nè, hoặc gọi là túi đưa thư cũng được nha. Túi của Mỹ thời xưa, hàng chuẩn Mỹ lưu kho chưa qua sử dụng. Đây. Ngoại hình của nó này, bên ngoài nè. Đó. Còn cái mộc rất là rõ, chất liệu bằng vải bố nha. Hàng chưa qua sử dụng. Ở đây thì đã gắn sẵn hai cái sợi dây hai móc thép như thế này. Sợi dây này là hai móc thép nha. Đây, bây giờ em sẽ đo kích thước của cái túi này nè. 40 nha. 33. Ngang này 33 nè, cao là 40. Cái này thì mình có thể đựng laptop hoặc cặp sách đều được nha. Đây, nút này thì mình tháo ra như thế này. Đó. Đây là cái dòng chữ nó nè. Cái này thì nó sản xuất khoảng 1966 nha. Hàng này rất là xưa rồi. Hàng sử dụng chiến tranh Việt Nam, rất là xưa nha. Nhưng mà lưu ý giùm em là cái túi này á, thì bốn cái góc nó đều có lỗ nè. Tức là cái túi này nó có hai ngăn nha. Một cái ngăn nhỏ ở bên đây, một cái ngăn nhỏ bên đây và một cái ngăn lớn ở bên đây. Thì hai cái ngăn này á, ngăn nào nó cũng, cái góc này nó cũng hở nha, nó không có kín. Tức là nguyên bản hồi xưa là người ta để đựng giấy tờ thôi, người ta đựng giấy tờ, thành ra là người ta làm hở bốn cái góc luôn, chứ người ta không có làm kín nha. Đó, rin của nó như vậy luôn. Nên là cái này thì mình có thể đựng laptop hoặc là cặp sách. Còn mình bỏ chìa khóa rồi nhỏ nhỏ, nếu mà chìa khóa mà nhỏ nhỏ là nhiều khi nó rớt mất đó nha. Lưu ý giùm em. Đó, cái này thì nó có giá trị siêu tầm cao, hàng chuẩn thời xưa. Kích thước của nó là 40 nè, 40-33. Cái này mình sử dụng làm cái túi đeo chéo, rất là độc lạ nha. Rất là hiếm luôn. Lâu lâu mới có được một cái thôi chứ không có nhiều. Rồi giá cái túi này em bán là 1 triệu nha. 1 triệu cho cái túi la bàn, hoặc là gọi là túi đựng bản đồ cũng được nha. Giá 1 triệu. 113.9. Thì ở đây là một cái cặp cà mèn thời xưa. Cà mèn này gọi là cà mèn xã hội chủ nghĩa nha. Tại vì cái này là do Liên Xô với Trung Quốc nó viện trợ cho Việt Nam thời xưa. Cái màu vàng này á, là của Liên Xô viện trợ nè, 1979 nè. Cái màu đen này, màu xanh này á, là do Trung Quốc viện trợ. Đó. Ở phía trên Liên Xô, phía dưới là Trung Quốc. Thì em bán giá là 350.000 một cặp. Cái này là chưa qua sử dụng nha. Hàng nó là chưa qua sử dụng, nhưng mà lâu năm á thì cái bên ngoài nhiều khi cái sơn nó hơi bạc màu một xíu, hoặc là nó có tè trầy. Đó, còn cái Trung Quốc bên trong á, nó sẽ có một cái ngăn nhôm như thế này. Đó. Chưa qua sử dụng nha. Cái Trung Quốc á, thì nó sẽ có ngăn, còn cái của Liên Xô màu vàng này nó sẽ không có cái ngăn. Thì một cặp này á, có giá là 350.000. Một cặp 350.000 một cái. À, một cặp là 350.000. Rồi, 113.10. 113.10 thì ở đây là 5 cái cây đó. Loại không có quay nha. Loại này nó bị hư quay rồi. Đó. Còn sử dụng được nha. Đó, cái này mình về xin lại, cái này không biết trước người ta đựng cái gì á, chứ còn ngoài ra nó không có bị lủng gì hết nha, nó không có lủng đâu. Hai cái này, ba cái này. Cái này còn nước gam nè. Đó, mọi người nhìn đây, nó còn nước gam á thì nhìn nó móc móc hơn, còn cái nào nó dùng nhiều hơn á thì nó sẽ bóng hơn. Còn cái này xài ít hơn á thì nó sẽ
móc móc vậy đó. Nó giống như những cái ca mà chưa sử dụng. Còn cái ca mà sử dụng nhiều đây nè, nó sẽ bóng lên vậy nè. Còn hàng chưa sử dụng thì nó sẽ móc móc như thế này. Ba cái này, bốn cái này. Nói chung là không có cái nào lủng nha. Năm cái này. Rồi ở đây là 5 cái. 5 cái ca này có giá là 500.000. 500.000 cho 5 cái ca này nha, 500.000 5 cái, không có quay, 5 cái. Rồi, 113.14 nè. Đây là một cái ca nhôm. Ca này thì bằng nhôm nha. Cái dòng này á thì nó lại hiếm, cực kỳ là hiếm. Đây nè. Đó. US1941 nè, rất là khó tìm nha. Cái này là rất khó tìm nè. Ca này thì cũ theo thời gian nhưng mà không có bị lủng nha. Cái phần ca này là bằng nhôm, còn cái quai này là bằng thép. Ca bằng nhôm, quai bằng thép. Từ 1941 đến giờ nhưng mà vẫn còn được cái quai thép như thế này thì phải nói là cực kỳ hiếm nha. Và đây, đọc ở chỗ này nè. Đó, anh em nào thích sưu tầm thì ca này có giá là 300.000 nha. 300.000 cho cái ca này. Hàng Mỹ 1941, rất là độc lạ nha. 300.000. Rồi 113.12 thì đây là một cái bình tông Trung Quốc. Bình tông Trung Quốc thời xưa viện trợ. Cái này thì hàng đã qua sử dụng, ngoại hình bên ngoài thì cũng toàn tư nó đẹp. Nhưng mà cái bao nó cũng có một cái lỗ chút xíu nè, đó, cái lỗ nè. Đó. Lỗ nhỏ nhỏ vậy nha, nhưng mà nói chung không ảnh hưởng gì. Bình bên trong không bị cắn móp nha, có trầy sơn nhưng mà không bị cắn móp. Đây. Đó. Không bị cắn móp nha, bình thì tương đối là đẹp. Khá là đẹp nha. Ở bên trong nó còn một ca nhôm nữa. Đây. Nó còn một cái ca nhôm thì cái này nó hơi tróc sơn một xíu nè. Cái quai này bằng thép thành ra là nó có bị xét. Nhưng mà nó là hàng chuẩn xưa. Do Trung Quốc viện trợ nha. Đó, một bộ nó bao gồm một cái túi, một cái ca và một cái bình. Giá cái bộ này là 250.000. 250.000 cho cái bộ này nha. Sử dụng đều được. Sử dụng bình thường nha. So ra thì cái bộ này còn khá là đẹp. Rồi, nó vẫn còn đầy đủ sợi dây gắn trên cái túi với cái nắp như thế này. Rồi 200.000, 250.000 cho cái bộ này, 250.000. Rồi 113.13. Đây, đây là một tay bèo dù của Mỹ. Đời 1968 nha, cái này thì nó tuyệt chủng bữa giờ rồi, nay mới có được có một cái. Size của nó là 56 57 nha. Anh em nào vòng đầu 56 đến 57 là đội ok nhất. Vành này là vành rộng nha. Vành rộng 7cm. Cái này là vành rộng 7cm nha. Hàng chuẩn của Mỹ thời xưa đời 1968. Đây, chuẩn Mỹ xưa đời 1968 nha. Đây gọi là tai bèo của lính dù, hay gọi là lính biệt kích dù. Tai bèo biệt kích dù nha, đời 68. Hàng chưa qua sử dụng nha. Giá của nó là 1.400.000. 1.400.000 cho cái nón này nha. 1.400.000. Rồi 113.14 nè. Đây là cái nón phíp Thái. Nón phíp Thái thì hàng chưa qua sử dụng. Cái này là mới sản xuất thời bây giờ thôi nha. Lưu ý là cái này là mới sản xuất thời bây giờ thôi. Thì giá của nó là 450.000. Cái này thì được mọi người đánh giá là ngon bổ rẻ nè. Sử dụng khá là bền nha. Nó cũng được làm từ các sợi bố. Đó, mọi người nhìn cái sớ bố nè. Làm từ các sợi bố giống như nón Mỹ vậy đó. Nhưng mà nó là Thái làm, nó đời mới. Thành ra là giá nó rẻ, 450.000. 113.15. 113.15 thì đây là một cái bình hoa vỏ đạn, được làm từ cái vỏ đạn 105mm của Mỹ. Vỏ này là 1944 nha, 1944, được làm từ vỏ đạn pháo binh 1944. Ngoại hình của nó đây, các cái cạnh này á thì nó có hơi dập một xíu nè. Đó, cái này về mình không thích thì mình cắt đi. Mình cắt đi, nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, còn bây giờ thì nó hơi dập dập, tại nhiều khi người ta làm rớt hay gì đó. Nó bị đó, nó bị dập dập vậy đó, nó không ảnh hưởng gì nha. Mình thích thì mình cắt đi một xíu là nó đẹp luôn. Đó, cái này để mà gò ra được một cái bình bông 105mm như thế này cũng rất là tỉ mỉ và rất cần nhiều thời gian nha. Cái này là hàng thời xưa người ta gia công chứ không phải hàng bây giờ gia công đâu nha. Nó làm từ vỏ đạn 105mm nè. Cái này có giá là 1.600.000. 113.15 giá 1.600.000. 113.16.
Thì cái này cũng giá 1 triệu 6 luôn. Cái này thì có cái anh kia muốn xem cái mẫu này thì đây, bây giờ em quay lên cho anh xem luôn nè. Bên này giá 1 triệu 6 nha. Cũng làm từ cái vỏ 105mm của Mỹ đời 1968 này, 1968. Giá là 1 triệu 6 luôn. Cái này thì nó cao 29cm nha, nó cao 29cm. Rồi, 113.17 là cái mã cuối của ngày hôm nay nha. Đây là một cái khay nhôm của Mỹ. Khay nhôm của Mỹ thời xưa nha. Khay nhôm Mỹ thời xưa khá là đẹp. Đây, ở đây made in USA nè. Cái kích thước của cái khay này là 45x65 nha. 45x65. Cái khay này á thì cái giống như hồi xưa là người ta để đồ trong này á, người ta chặt á thì nó có một cái dấu đây nè. Nó có một cái dấu này nha, nhưng mà nó không có bị lủng nha. Nó không có lủng qua bên này, nhưng mà nó có cái dấu như thế này nè. Cái này thì không ảnh hưởng gì nha, không bị lủng, chưa có bị lủng. Đó, khay này rất là đẹp, hàng xưa rồi, nhưng mà như thế này là đẹp rồi nha. Kích thước của nó là 45x65cm. Giá của nó là 900.000. Giá cái khay này là 900.000. Rồi, em lên 17 món thôi. Mọi người quan tâm mã nào thì cứ liên hệ với em 0983 880 344. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha.